thời gian gần đây, Man United là một chuyên đội bóng tạo được sự chú ý nhất với các cầu thủ Việt bóng đá. Tuy nhiên, đó không phải là những chiến thắng của đội bóng này, mà là những thất bại, những vấn đề tồn đọng tại Old Trafford. Đã quá lâu rồi, Man United không có được nếm trải cảm giác đứng trên ngai vàng nước Anh kể từ mùa giải cuối cùng được Sir Alex dẫn dắt. Vậy thì ngày hôm nay, sao không cùng cả bóng đá đi tìm siêu đội hình của Man United từng một thời thống trị Premier League? Thủ môn Peter Schmeichel. Nhắc về Peter Schmeichel là nhắc đến một tượng đài của sân Old Trafford. Dù lúc khoác lên mình màu áo đỏ của thành Manchester, ông đã bước sang tuổi 27. Đó là độ tuổi chính nhất trong sự nghiệp của một cầu thủ. Nhưng với Peter Schmeichel, 27 tuổi là khoảnh khắc mà thủ môn này mới rời bỏ quê nhà Đan Mạch để gia nhập Man United chỉ với mức giá vỏn vẹn 500.000 bảng. Có thể nói rằng Peter Schmeichel là một đóa hoa nở muộn của làng tốt cầu thời điểm bấy giờ. Để rồi, thủ môn người Đan Mạch đã vượt qua mọi thứ để chạm đến đỉnh vinh quang cùng với Man United. Đứng trong khung gỗ, Peter Schmeichel như một tấm tường thép chắn giữa khung thành. Ông là một trong những thủ môn hiếm hoi có thể cản phá thành công qua phạt đền của Marco van Basten và cũng xuất sắc đoạt luôn danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất thế giới vào các năm 92 và 93. Cùng với United, Peter Schmeichel có cho mình 5 chiếc vô địch Premier League, 3 FA Cup, 1 Champions League, 1 cúp Liên đoàn Anh, 4 siêu cúp Anh, 1 UEFA Super Cup và đỉnh cao trong đó là chiến tích Anh 3 ở mùa giải 98-99. Hậu vệ phải, Gary Neville. Gary Neville là huyền thoại của Man United hiếm hoi, không quá nổi bật về mặt kỹ năng cá nhân. Anh không quá nhanh, không quá kỹ thuật, thể hình cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng thứ mà Gary Neville có được là sự chăm chỉ, đáng tin cậy và biết tận dụng đầu óc ở những thời điểm quan trọng nhất. Tuy nhiên, đó chỉ là khi chúng ta xét Gary Neville so với những cầu thủ ở đẳng cấp tương đương tại Old Trafford. Còn cùng thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, Gary Neville hoàn toàn vượt trội các hậu vệ còn lại trên sân cỏ xứ sương mù. Huyền thoại của United biết cách thu hồi bóng, phát động tấn công bằng những đường truyền chính xác, luôn có mặt ở nhiều điểm nóng trên sân với khả năng chạy và sút trữ danh. Và hơn hết, cầu anh nhà Neville luôn giữ được dòng máu quỷ đỏ bên trong con người của mình. Sau 19 năm cống hiến, Gary Neville có chính mình 9 Premier League, 2 Champions League, 3 FA Cup, 2 cúp Liên đoàn và 3 siêu cúp Anh. Sir Alex cũng từng nhận xét về cậu học trò của mình: Gary là hậu vệ cánh xuất sắc nhất nước Anh. Trung vệ Rio Ferdinand. Rio Ferdinand đích thực là một chiến binh nơi hàng thủ của đế chế Man United từng thống trị Premier League một thời. Rio Ferdinand là hình mẫu cho một mẫu trung vệ hiện đại với một kỹ năng hoàn hảo ở nhiều mặt khác nhau. Bên cạnh đó, với khả năng phòng ngự chắc chắn, Rio còn sở hữu khả năng chuyền bóng tốt lẫn tốc độ, giúp anh có thể tự tin đối mặt với những tiền đạo khét tiếng bậc nhất Premier League, lớn chịu được áp lực khi đối thủ chủ động đẩy cao áp sát. Chính nhờ sự phát triển vượt bậc trong mùa áo của cả West Ham lẫn Leeds United mà Sir Alex đã quyết định tất tay chia ra mức giá 30 triệu bảng cho Rio Ferdinand vào thời điểm đó. Để rồi, trung vệ người Anh trở thành huyền thoại của đội chủ sân Old Trafford trong vòng 12 mùa giải sau đó. Dưới màu áo đỏ huyền thoại, Rio Ferdinand có cho mình tổng cộng 13 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó nổi bật là 6 Premier League, 1 Champions League, 3 siêu cúp Anh và 1 FIFA Club World Cup. Trung vệ Nemanja Vidic. Tại Old Trafford, khi đã nói đến Rio Ferdinand thì chúng ta không thể nào bỏ qua người đồng đội tác chiến ăn ý của anh Nemanja Vidic, bởi cả hai cầu thủ là định nghĩa chuẩn xác nhất cho những gì mà thứ nghệ thuật phòng ngự cần, là nền tảng mang về chiến thắng cho đội nhà. Vidic luôn gây ấn tượng với người hâm mộ bằng sự máu lửa, ngoan cường của mình trong những pha đối đầu trực tiếp. Cầu thủ người Serbia không hề biết sợ, anh thậm chí còn lao đầu của mình vào những nơi mà những cầu thủ khác thậm chí còn chẳng dám đưa chân của mình vào. Nemanja Vidic vẫn luôn là như vậy, luôn hết mình vì màu đỏ đang mang trên người. 5 Premier League, 1 Champions League, 4 siêu cúp Anh và 2 lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Premier League. Đến với trung vệ này như một lẽ tất yếu trong những năm tháng đỉnh cao cống hiến cho quỷ đỏ. Hậu vệ trái Dennis Irwin. Có thể các Manu Sen khi nghĩ đến hậu vệ trái xuất sắc nhất, họ sẽ ngay lập tức kể tên của Patrick Evra. Tuy nhiên, để xét về sự cống hiến trong kỷ nguyên vĩ đại của United, chúng ta không thể nào bỏ qua Dennis Irwin. Sự nhanh nhẹn, thuận hai chân, một cầu thủ khiêm tốn và là ông vua trong những tình huống cố định, đó là tất cả những gì mà Sir Alex cần có ở Dennis Irwin. Irwin cũng là cầu thủ nằm trong top 9 người thi đấu nhiều trận nhất cho quỷ đỏ với tổng cộng 529 trận đấu và giành được số danh hiệu cao quý trong màu áo đỏ như 7 Premier League, 2 FA Cup, 1 Champions League, 1 League Cup. Sir Alex đã từng nói rằng ba hợp đồng của Dennis Irwin với chi 625.000 bảng từ Oldham là ba hợp đồng thành công nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông. Tiền vệ phòng ngự Roy Keane. Một gã chở búa đích thực, một cái đầu nóng, kẻ khiến cho mọi cầu thủ phải sợ chết khiếp trong phòng thay đồ mà người thích không ai khác chính là Roy Keane. Sự nóng nảy,
bao nhiêu huyết và dòng máu chỉ trong huyết mạch của Roy Keane chính là minh chứng về một yếu tượng đích thực của một con quỷ đỏ trong vòng 12 mùa giải. Đi kèm với đó là 7 chức vô địch nước Anh, 1 Champions League, 4 FA Cup, một lần là cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA và lọt vào đội hình xuất sắc nhất thế kỷ của PFA. Với Roy Keane, ngày anh rời Man United vào cuối năm 2005 cũng là ngày mà tình yêu bóng đá trong Keane đã mất đi một nửa, và Man United cũng mãi mãi chẳng thể nào tìm thấy một Roy Keane thứ hai cho đến tận ngày hôm nay. Tiền vệ trung tâm Paul Scholes. Sự nghiệp huy hoàng của Paul Scholes gắn liền với nửa đỏ thành Manchester tròn 20 năm là đủ để chứng minh cho sự vĩ đại của anh với lịch sử của đội bóng này. Scholes là người có số trận ra sân nhiều thứ ba trong lịch sử United và là cầu thủ người Anh giành được nhiều danh hiệu nhất mọi thời đại với 25 chức vô địch lớn nhỏ, trong đó nổi bật là 11 Premier League, 2 Champions League, 3 FA Cup và 1 FIFA Club World Cup. Paul Scholes là mẫu tiền vệ có thể đảm đương nhiều vai trò khác nhau ở khu vực tuyến giữa. Anh nổi tiếng với xuất sắc sấm sét, khả năng chuyền bóng đỉnh cao và là một biểu tượng tinh thần thi đấu và công hiến cho Man United. Không quá khi Paul Scholes được xem là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất trong thế hệ cầu thủ cùng thời và nhận được nhiều lời ca ngợi từ các huấn luyện viên, cầu thủ lẫn huấn luyện viên vĩ đại của bóng đá thế giới. Tiền vệ phải Cristiano Ronaldo. Chúng ta đã dành quá nhiều mỹ từ để nói về sự vĩ đại của Cristiano Ronaldo, nhưng để nói về câu lạc bộ giúp Ronaldo có được như ngày hôm nay, đó phải là khoảng thời gian mà anh gắn bó với Sir Alex Ferguson. Chính Sir Alex là người đã đưa Ronaldo về Old Trafford và đặt mọi niềm tin vào anh, để rồi biến chàng trai gầy nhom ham rơi nhất ngày nào trở thành một trong cầu thủ săn bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Nhắc đến Ronaldo là nhắc về một kỷ lục gia, là nhắc đến một cỗ máy làm bàn hoàn hảo với một hiệu suất khó tin. Dù ở thời điểm hiện tại anh đã bước sang tuổi 35 trong mùa áo Juventus, những gì tuyệt vời nhất của Ronaldo cũng khởi nguồn từ mỏ đỏ Man United, chức vô địch Champions League đầu tiên, những pha qua người làm mê hoặc, những cú đá phạt trái phá và hơn hết là quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ. Kể từ khi Ronaldo buông bỏ chiếc áo số 7 tại Old Trafford, nó đã chẳng thể nào một lần nữa tìm được một chủ nhân xứng đáng, bởi khoảng trống và hình bóng của Ronaldo để lại là quá lớn cho bất kỳ cầu thủ nào. Tiền vệ trái Ryan Giggs gạt qua những lùm xùm hậu trường Giggsy, đích thực là một quý ngài danh hiệu của Man United. Gắn trọn sự nghiệp của đội áo số của mình với quỷ đỏ từ năm 91 đến 2014, Ryan Giggs đã có cho mình kỷ lục 963 trận đấu, ghi được 168 bàn thắng. Huyền thoại Man United là cầu thủ sở hữu nhiều danh hiệu nhất nước Anh với 13 chức vô địch Premier League, 2 Champions League, 4 FA Cup, 7 siêu cúp Anh, 1 FIFA Club World Cup và vô số danh hiệu lớn nhỏ khác. Nhưng mà trận chiến tuyệt vời trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp đã giúp cho Ryan Giggs được bình chọn vào đội hình xuất sắc nhất thế kỷ của PFA năm 2007, đội hình Premier League xuất sắc nhất thập kỷ vào năm 2003, cũng như đội hình xuất sắc nhất thế kỷ của cúp FA. Có thể nói rằng Ryan Giggs chính là biểu tượng cho những gì tinh túy nhất trong thời kỳ hoàng kim của United và cũng là một trong những học trò vĩ đại nhất của Sir Alex. Hồ công Wayne Rooney. Trong một số cuộc bầu chọn danh sách những cầu thủ Man United vĩ đại nhất mọi thời đại, Wayne Rooney đều nằm trong top 10, và với những người hâm mộ Man United, chắc chắn Rooney xứng đáng là một huyền thoại của Old Trafford. Ròng rã 13 năm cống hiến cho màu áo đỏ, Rooney đã đạt được đầy đủ mọi danh hiệu vinh quang trên cả phương diện câu lạc bộ lẫn thành tích cá nhân ở xứ sương mù. 13 năm, 393 trận đấu và 183 bàn thắng, Rooney đã dành hết thanh xuân của mình cho màu áo đỏ thành Manchester, và những đóng góp của anh đã được đền đáp xứng đáng với 5 chiếc vô địch Premier League, 4 siêu cúp Anh, 3 cúp liên đoàn, 1 Champions League, 1 Europa League. Rooney chính là người đã vượt mặt huyền thoại Sir Bobby Charlton để trở thành chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của câu lạc bộ với 253 bàn thắng. Bên cạnh đó, Kevin Nuisance cũng sẽ chẳng bao giờ quên được cú ngã bàn đèn đẳng cấp để hạ gục Joe Hart trong trận derby Manchester đầy cảm xúc vào năm 2011. Về sau, bàn thắng đó luôn được chiếu đi chiếu lại mỗi khi nhắc về những bàn thắng đẹp nhất trong kỷ nguyên Premier League. Tiền đạo cắm Eric Cantona. Kia Rob Smith của tờ Guardian từng nói về Man United như thế này: trước khi Eric Cantona gia nhập Old Trafford, đội bóng này là một đống rác. Câu nói cay nghiệt tuy đau lòng, nhưng nó thừa nhận 26 năm liên tiếp không có nổi một chiếc vô địch quốc gia nào đã có thời gian đen tối nhất trong lịch sử của Man United. Nhưng rồi, kể từ ngày King Eric gia nhập Old Trafford và với tài thao lực của Sir Alex Ferguson, Man United đã lột xác thành một thế lực thực sự của bóng đá Anh. Tất cả những cầu thủ được chơi bóng bên cạnh Eric Cantona, họ cũng được nâng tầm theo tiền đạo của Pháp. Nói chính xác, Cantona là nguồn cảm hứng bất tận cho quỷ đỏ, với một chiếc áo lúc nào cũng dựng ngược cổ, với một cá tính mạnh mẽ. Mà điển hình phải là pha tung cước vào một cầu thủ Crystal Palace đã đi vào huyền thoại. Man United không thiếu những tiền đạo xuất chúng từng kinh qua đôi tay của Sir Alex,
nhưng để nói về một người vĩ đại nhất trong số những người xuất sắc nhất và mang tầm ảnh hưởng lớn nhất, không ai khác, đó là King Eric Cantona. Trên đây là siêu địa hình mà Man United ngày nào đã từng thống trị Premier League và ngang nhiên đi xưng bá trời Âu. Tất nhiên vẫn còn rất nhiều cái tên vĩ đại mà chúng ta không thể nhét hết vào đội hình 11 người này, như David Beckham, Edwin van der Sar, Patrick Evra, Jeff Stam, Andy Cole, Dwight York, Ruben Nistelrooy, Michael Carrick, v.v. Vậy theo bạn, đội hình này đã xứng đáng hay chưa? Và còn cái tên nào xứng đáng hơn 11 cái tên này? Hãy để lại một ý kiến của mình bằng bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những siêu đội hình khác trên Cả Bóng Đá.